Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của mình. Rất vui được gặp các bạn thông qua video ngày hôm nay. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn đó là mẫu xe Audubon 150. Đó là dòng xe Sinter 150 của năm 2023 với một cái màu trắng ngọc trai, được phối một cái mẫu tem màu tím với những cái viền chỉ mâm màu tím hoàn toàn mới của năm 2023. Các bạn ơi, nếu mà các bạn muốn xem nhiều màu mới nữa, các bạn có thể click vào cái đường link mình ghi ở dưới cái phần mô tả các bạn. Các bạn có thể xem nhiều cái màu mới của mẫu xe Sinter 150 nhé. Thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu về cái phân khúc Audubon 150. Đó là một cái màu trắng ngọc trai được phối giữa một cái màu đen và một mẫu tem màu tím hoàn toàn mới nha các bạn. Thì bên cạnh đó, những cái nét độc đáo riêng vốn có của phần đầu đuôi xe lẫn cái phong cách hết sức đặc trưng của cái dòng xe thể thao nói chung, không thể thiếu hầu như là một cái bản sắc của thiết kế của Yamaha. Thì kiểu dáng hiện đại của dòng Exciter 2023, Yamaha Exciter 2023 có thiết kế tổng thể kích thước chiều dài, chiều rộng, chiều cao đó, lần lượt là 1985 nhân chiều rộng là 670, chiều cao là 1100 mm, dài hơn phiên bản cũ là 20 mm các bạn. Thì nói về dòng Exciter 150 thì tất cả các bạn đã biết về cái mẫu đèn pha cực kỳ là thon gọn, được thiết kế giữa cái đèn cốt và đèn pha chung với một cái khối hai bên học của cái cụm đèn pha đảm nhiệm chế độ cốt và chứng giữa trung tâm đảm nhiệm chế độ pha nha các bạn. Nói về cái phần trước thì không thể thiếu về phần mặt nạ các bạn. Mặt nạ được thiết kế một cái hình bầu với điểm nhấn là hình chữ V đó, và bổ sung thêm hai cái mẫu tem về cái phần mặt nạ đó các bạn. Một cái dòng chữ là tem, mẫu tem là 150 với dòng chữ là Exciter, được phối cái viền màu xám hoàn toàn mới lạ của năm nghe các bạn. Hai bên mặt nạ thì cũng được phối là hai cái dòng tem, đó là 150 và hai cái mẫu tem với những dòng chữ là Exciter 150. Bên cạnh đó một cái nét sắc sảo của phần trước nghe các bạn, kèm theo hai cái dãy đèn sương mù nằm phía dưới để cho cái phần trước trông khá là thể thao, cũng như một cái sắc nét ở cái phân khúc Audubon 150 nha các bạn. Khi các bạn bật phá lên thì hai cái đèn sương mù nó sẽ có một ánh sáng như những mí mắt của những em báo đốm trong đêm nha các bạn. Đó, một cái thiết kế hoàn toàn là đẹp của mẫu xe Sinter 150 với kiểu dáng thon gọn các bạn. Thì dẫn dãy phanh trước vẫn là một bê tông kết hợp với đĩa là 245 mm, kèm theo hai cái phần yếm, một cái đường cong uyển chuyển cũng như một cái nét thể thao ở cái mẫu xe các bạn. Các bạn thấy những cái mẫu tem thường thường có chữ đeo siêu là được sử dụng nòng bê tông đeo siêu nha các bạn, cực kỳ là bền luôn, siêu nhẹ luôn cho mẫu xe 150 luôn các bạn. Với phối những đường tem mới, hầu như cái thiết kế của 2023 các bạn được thay đổi về cái màu sơn mới nhất. Thì ngoại hình là vậy, còn về động cơ thì Exciter 2023 vẫn sở hữu động cơ cylinder SOHC với dung tích là 150cc, hành trình cũng như đường kính bê tông là 57 x 58.7 mm các bạn, đường kính và hành trình của bê tông có một cái tỷ số nén là 10.4:1, được làm mát bằng dung dịch nha các bạn. Còn phần gác chân sau là gác chân bạc nha các bạn, khi bạn bật lên bật xuống nó sẽ phát ra một tiếng kêu tách tách các bạn, cho các bạn dễ dàng khi biết được khi bạn gạt lên gạt xuống luôn nha. Phần bô thì được xử lý một cái khí thải cực kỳ là tốt với trầm ấm nha các bạn, bô một Exciter 150 cực kỳ là ấm luôn, với xử lý khí thải cực kỳ là tốt nha. Kèm theo đó là dải đèn định vị cùng với cụm đèn hậu sẽ hoạt động suốt ngay từ khi chúng ta bật cái chìa khóa lên nha các bạn. Đó, còn mẫu yên thì được làm hai phần, giữa một cái phần người ngồi sau và người ngồi trước các bạn. Phần sau là màu nhám, ở trước là bóng, nhưng có những cái điểm nhấn là những cái chấm nhỏ li ti các bạn, cách điệu giữa một cái lớp đường chỉ được phối giữa một cái màu trắng cùng với mẫu màu sơn của xe luôn các bạn. Vẫn là ổ khóa cơ, chỉ sử dụng chìa khóa dẹp các bạn 4:1 nha. Mở khóa, mở yên, khóa cổ và khóa từ. Cụm đồng hồ sử dụng là đồng hồ full LCD toàn phần với thiết kế đơn giản nhưng hiện đại rất nhiều, nếu đem so với phiên bản trước các bạn, hiển thị tất cả các thông tin luôn. Những cái dãy đèn này các bạn là nhiệt độ nước làm mát nè, đèn báo FI này các bạn, đèn cốt pha với xi nhan vân vân, và mặt đồng hồ LCD hiển thị thông tin tất cả các
thông số kỹ thuật luôn bạn, và cùng công tắc là cùng nguyên cùm các bạn, như những dòng mô tô Maxin, Xinya và nút còi đó các bạn ấy. Một cái mẫu xe được trang bị như những cái dòng mô tô phân khối lớn các bạn. Còn bên tay phải là vẫn có nút tắt máy nghe các bạn, đây nút tắt máy là nút màu đỏ này các bạn. Trường hợp khẩn cấp ngã đổ xe các bạn không tắt khóa kịp thì các bạn có thể dùng cái nút này để tắt máy xe nhé. Đó, nút công tắc là đỏ nằm trên tắt máy xe, và có nút tắt đèn luôn các bạn, thêm một nút khởi động nha. Ở mẫu xe Exciter 150 vẫn có nút tắt đèn các bạn, chỉ có ở dòng Exciter 155 2024 là không có nút tắt đèn các bạn. Một cái mẫu xe nói về động cơ Udemon 150 cực kỳ là mạnh mẽ, đem đến một cái sự dũng mãnh cũng như một cái màu mới tô lên một cái vẻ đẹp Udemon 150 của dòng xe Exciter. Thì ở mẫu xe Exciter 150 vẫn là hộp số 5 cấp nha các bạn, 1 tới và 4 luôn. Đó, cần số là cần số móc nha các bạn. Một cái mẫu xe Udemon 150. Động cơ này có khả năng sản sinh cái công suất là 11,3 kW, 15,4 PS các bạn tại 8.500 vòng trên phút nha, với một cái moment xoắn cực đại lên đến 13,8 Newton tại 7.000 vòng trên phút, đi kèm với hộp số là 5 cấp với bình xăng dung tích là 4.2 nha các bạn. Đó, các thông số về động cơ hầu như khác biệt so với phiên bản trước nha các bạn. Theo đánh giá từ những giới chuyên môn á, động cơ được trang bị cylinder với hộp kim nhôm Diasil cho cái khả năng tản nhiệt khá tốt, với một cái piston nhiệt đúc trọng lượng nhẹ và cái công suất vận hành tốt mà hãng Yamaha đã chứng minh trên nhiều dòng xe thể thao cao cấp nha các bạn. Thì ngoài ra dung tích bình dầu của xe cũng tăng từ 0,9 lên đến là 1,15 lít. Điều này khiến nhiều người khá bất ngờ về cái thông số của Exciter 2023 các bạn. Thì khả năng vận hành thì Yamaha Exciter mất khoảng 4,7 giây để bứt phá từ 0 đến 60 km, nhanh hơn 0,3 giây so với phiên bản là Yamaha SZ150 các bạn. Thì chiếc xe này cũng đang dẫn đầu một cái kỷ lục thời gian tăng tốc nhanh nhất của những mẫu xe phân khối dưới 175 theo một số dữ liệu tham khảo các bạn. Để tạo cái sự cân xứng với thân xe, đồng thời tăng cái khả năng bám đường, thì bánh trước của Exciter 150 2023 được tăng kích cỡ là 90-80-17 thay vì là 70-90-17, gây ấn tượng đầy mạnh mẽ và cải thiện một cái hiệu quả phanh cho khả năng vào cua di chuyển ở các con đường chân chờ các bạn. Trong khi đó kích thước lớp sau vẫn là 120-70-17 các bạn, với một cái hệ thống giảm sóc trước là kiểu ống lồng, trong khi đó hệ thống giảm sóc phía sau là lò xo trụ đơn, mang lại một cảm giác im ái và cái nét độc đáo khi các bạn vận hành xe nha. Nếu các bạn thấy clip mình chia sẻ hay, nhớ đăng ký và like cho mình để xem clip tiếp theo. Phần link mình có ghi ở dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn.